Ok, xin chào tất cả anh em. Thì là có rất nhiều cái yêu cầu từ phía anh em DJ cũng như là một số anh em mà bắt đầu vào học cái mảng thiết kế về poster chương trình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn về một cái poster cơ bản mà đơn giản nhất, không cần dùng flyer hoặc là PSD mà mình đào ở trên mạng. Thì là tư liệu đầu tiên mà các bạn cần có. Nói chung là các bạn sẽ phải có một cái kho ảnh nền rất là phong phú. Thì một số ảnh nền mà anh em mình làm poster ấy, các bạn có thể tìm một số cái từ khóa, ví dụ như là Vsilope HD này. Đấy, ok, thì nó sẽ ra một số cái ảnh hiệu ứng giống như kiểu là chúng ta làm việc ở ở trên màn laptop, ở trên bar đấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ, chẳng hạn là cái hình này. Và mình sẽ hoàn thiện một cái poster bởi cái backdrop này. Các bạn nên nhớ là đây là mình làm bài hướng dẫn. Còn nếu như mà các bạn muốn hình ảnh nó thật sắc nét thì các bạn có thể bỏ tiền ra, các bạn mua backdrop ở một số cái trang mà bán trả phí, hoặc là một cái trang nào đó mà các bạn có thể tìm tòi được trên mạng. Đây, ví dụ mình lấy cái ảnh này đi, bởi vì cái ảnh này nó độ phân giải của nó cao hơn cái ảnh vừa rồi. Ok, các bạn hãy tạo, trước khi các bạn làm một cái poster nào, các bạn hãy tạo một cái thư mục đàng hoàng. Đấy, poster design chẳng hạn. Thì là cái đầu tiên đó, các bạn nên đặt tên cho nó đàng hoàng để không bị loạn trong quá trình làm việc. Thì bạn sẽ ghi là backdrop, nghĩa là cái ảnh này nó sẽ là cái ảnh nền, cái poster của mình. Và tiếp theo một cái quan trọng nữa, đó chính là hình ảnh nhân vật. Nhân vật ví dụ như là hôm nay ở một cái bar mà mình tham gia sẽ có chương trình của mình, thì mình sẽ lấy một cái ảnh. Các bạn nên nhớ là ảnh khi các bạn làm poster ấy, đây là mình làm ví dụ, còn nếu như mà các bạn làm poster thì các bạn nên một là các bạn lấy ảnh studio gốc, ví dụ từ ca sĩ hoặc là từ DJ mà gửi cho các bạn, hoặc là một cái ảnh nào đó mà nó thật là nét, có độ phân giải cao. Thì các bạn làm, thì nếu các bạn chỉ làm post Facebook thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu mà các bạn làm để in ấn ra bạt thì là nó sẽ phải đòi hỏi một những cái ảnh mà rất là cao. Đấy, mình chọn cái ảnh này thì mình sẽ lấy là nhân vật. Ok, bây giờ là tư liệu là đã có. Tư liệu đã có thì là đây chỉ là hướng dẫn cơ bản đấy nhá các bạn nhá. Thì mình sẽ dùng hai cái tư liệu này. Ví dụ như là mình kéo backdrop vào đây. Và cũng xin lưu ý với tất cả các bạn là bài hướng dẫn này mình sẽ dành cho những anh em nào mà đã biết qua về Photoshop rồi. Còn những bạn mà chưa biết về Photoshop thì các bạn nên tìm những cái clip mà học học hỏi từ cơ bản. Đây thì mình sẽ lấy cái khung cái poster của mình là như thế này. Đó, đầu tiên là các bạn phải làm một cái backdrop đầu tiên. Thì đấy, ví dụ là cái này hình nó còn khá là lòe loẹt, nhìn nó chưa có độ sâu, mình sẽ dùng cái công cụ G. Là cái này, phím tắt của nó là G, Gradient Tone. Thì là cái này nó cho phép anh em mình quét đen. Ví dụ đây, quét đen ở một vùng ảnh. Thì như poster của mình thì mình sẽ tính là ở giữa mình sẽ để độ sáng và để cho ảnh nhân vật ở đó, ở chỗ khu đầu con rồng này. Và mình sẽ làm cho hai bên cũng như là trên dưới nó tối vào một chút thì nó sẽ có độ sâu. Ok, đó là, đây là phần cơ bản thôi, còn nó sẽ có rất nhiều cách. Nếu các bạn muốn chuyển màu của backdrop, các bạn có thể ấn phím tắt Ctrl U ở phần huê. Huê các bạn thì có thể là chuyển nó thành màu xanh đỏ tím vàng, nhưng mà cũng tùy bức ảnh nhá. Ảnh nào nét thì các bạn chuyển nó sẽ không bị vỡ, nhưng mà cái ảnh mà nó không nét ấy, là nó sẽ bị vỡ. Đây chẳng hạn như ảnh này nó không được nét lắm, nó sẽ bị vỡ hạt như thế này. Rồi khi vỡ hạt như thế này thì các bạn không thể nào in bạt được rồi. Đó. Thì đây, mình sẽ tuyển gọi là đại khái thôi. Và tiếp theo nữa, bắt đầu đến một cái phần quan trọng là các bạn sẽ cắt cái ảnh người mẫu của các bạn. Rồi, ok, cái ảnh này của mình. Thì bây giờ là giống như cái clip hôm mình đã từng hướng dẫn, thì mình sẽ dùng công cụ là Pen Tool. Phím tắt nó là P. Đó, mình sẽ cắt. Các bạn nhớ cắt là cắt sát vào trong cái viền nó một chút nhá. Tại vì là nếu mà các bạn cắt bị thừa ra, đây này có những cái vùng như thế này, thì ví dụ các bạn zoom vào các bạn có thể cắt lẹm vào một tí như thế này. Cắt lẹm vào như thế này thì là
nó sẽ không có vấn đề gì khi mà mình ghép. Ok. Khi các bạn cắt thì có những cái đoạn uốn nắn nên các bạn nên giữ chuột và nó sẽ cho phép các bạn bẻ cong như thế này nhá. Đấy, các bạn nhớ bẻ cong như thế này. Đây là mình cắt rất là ẩu để làm hướng dẫn với anh em thôi, còn khi các anh em làm thì các anh em nên nhớ kỹ, các anh em zoom lên tầm này này. Đấy, các anh em chỉ cắt lẹ vào một chút xíu thôi, đừng có cắt nhiều. Đó, như là cái ảnh này thì là mình sẽ cắt tạm thời, tại vì mình đã từng làm một cái clip là về thủ thuật là lấy chi tiết những sợi tóc rồi, nhưng mà cái này thì là mình đang làm mà cho nó nhanh để cho anh em thấy được cái thành quả là khi mà mình làm ra nó sẽ như thế nào. Tương đối. Đó, thì mình sẽ chỉ cắt tương đối thôi. Còn nếu mà làm khi các bạn tập làm thành công, các bạn cắt cho khách ấy, thì là các bạn sẽ phải nhẩn nha hơn để làm sao mà nó không lộ ra những cái chi tiết. Khi cắt xong như thế này rồi thì các bạn chỉ cần ấn Ctrl Z rồi các bạn kéo cái ảnh này sang bên này, nó sẽ như thế này. Thì nói về cái này thì các bạn phải hiểu về layout, nếu các bạn ấn Ctrl R này và dùng công cụ V Move Tool thì nó có một cái đường chỉ kẻ như thế này, các bạn kẻ làm sao đấy nó sẽ khựng lại ở giữa, và các bạn cũng phải ke cái một là các bạn cần căn trong tê lên, nó sẽ có cái mốc ở đây, nhưng tùy theo bức ảnh, như bức ảnh này của mình nó bị lệch một chút thì mình sẽ sang một tí như này. Rồi bây giờ là thực hiện cắt các cái phần chi tiết ở bên trong đó, thì các bạn cắt như thế này. Đó, thì các bạn khi cắt xong các bạn ấn là Ctrl An, dí Ctrl và An và ấn Enter. Sau đó các bạn delete đi. Delete là bỏ được cái phần này. Nếu mà anh em nào dùng Support Healing ấy thì không cần. Nhưng mà anh em nào cắt theo Pen Tool, cắt theo kiểu của mình ấy thì các bạn phải làm như thế này. Nhớ cắt xong thì Ctrl An Enter. Đó, nó có thể lấy được cái chi tiết như thế này. Cái phần cắt này thực hiện thì mình nó sẽ hơi bị lâu một tí, nếu như bạn nào hiểu về cắt rồi thì có thể tua bỏ qua nhé. Bây giờ thì là làm poster thì ở trên mạng nó share nhiều PSD rồi, nó share nhiều cái flyer cái thứ free rồi, nên là anh em cũng không phải vất vả như này, nhưng mà cái này mình muốn là anh em thực hiện lại từ bước ban đầu. Nên là bây giờ mọi người nhìn nhìn cái ảnh này, mọi người phải co giãn nó làm sao, ấn Ctrl T giữ Alt Shift và mọi người co giãn nó làm sao để cho nó hợp lý với cái khung hình để tí nữa còn viết chữ nhá. Thì đây ví dụ mình để tầm như thế này. Ok, về bây giờ là làm cách nào
để cho cái nhân vật nó nổi lên trên hẳn cái phông. Thì mọi người ở đây mọi người sẽ chọn công cụ tẩy EZ Tool, phím tắt lại E, thì mọi người ở cái opacity ấy, mọi người nhớ để chế độ mờ này nhá. Chế độ mà nó bóng mờ này. Bắt đầu để opacity khoảng độ tầm 30 chẳng hạn, thì mọi người sẽ có thể tẩy như thế này. Đấy, tẩy nhẹ thôi, kia nó lộ quá thì mình sẽ giảm 20 hoặc 10. Tẩy nhẹ 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 như thế này. Nói chung là mình sẽ làm kiểu ví dụ thôi, chẳng hạn là như thế này. Bây giờ muốn cái ảnh nhân vật nó nổi lên, đầu tiên các bạn phải tạo shadow cho nó, nghĩa là tạo bóng cho nó, drop shadow này. Các bạn vào, các bạn có nhìn thấy ở đằng sau có gì biến đổi không ạ? Đây. Đấy, đằng sau nó có phần biến đổi thì các bạn có thể chỉnh theo cái tùy cái mà các bạn muốn. Đây. Rồi. Ok, để cho cái nhân vật mod nó model ấy nó sinh động hơn một tí nữa thì như cái nền này nó đã có màu xanh rồi, các bạn có thể chọn Inner Glow. Inner Glow nha. Xong rồi đó các bạn sẽ tích vào cái bút nhá. Tích chỉ vào bảng màu này. Đấy, nó sẽ hiện ra cái bút đấy. Các bạn chọn màu xanh. Màu xanh như thế này, màu xanh như thế này để cho cái nhân vật của mình nó có thể hòa vào được. Thì ở đây các bạn chọn dry. Đó, nó sẽ biến thành như thế này. Nó sẽ biến thành như thế này. Và bây giờ cái bức ảnh mốt nó có hơi sáng hơn với cái nền, hoặc là cái nền có sáng hơn, các bạn chỉnh sáng tối bằng Ctrl L, chế độ lever. Đấy, vừa thôi, không thì nó sẽ mất khối của quần áo một chút thôi. Đấy, giảm tối cái phông xuống một tí. Đấy, như mình để như thế này. Thì bây giờ là mình đã có được cái phần gọi là phần chính, đó là nhân vật backdrop rồi. Phần tiếp theo là sẽ đến phần tạo chữ. Tạo chữ và chèn logo. Thì đây mình lấy ví dụ như là mình đang làm một chương trình của X1 này. Ở đây mình có một cái logo mà mình đã bóc tách sẵn. Thì các bạn rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần dùng công cụ mô tool V, các bạn kéo sang. Kéo sang thì đây các bạn có thể căn chỉnh nó vào từng cái layer logo và tag, các bạn luôn luôn để trên đầu nhá, để giải quyết cho nó dễ và nó kéo nó không bị ẩn so với các cái layer khác. Thì ở đây ví dụ mình đặt một cái logo nhỏ ở đây, logo thương hiệu đầu tiên của cơ sở mình đang làm việc đó là X1. Đấy, nếu như mà nó vẫn chưa được, khu vực này nó vẫn chưa được rõ nét lắm thì các bạn cũng sử dụng những cách vừa rồi. Ví dụ các bạn có thể tạo stroke, tạo viền này, hoặc tạo bóng drop shadow thì nó sẽ được như thế này. Đấy, các bạn nhìn phần logo có gì biến đổi không ạ? Đấy, logo nó sẽ nổi hơn như thế này. Và bây giờ đến cái phần phần ở giữa này. Lúc này các bạn có thể nhân lên một lớp, hoặc là các bạn có thể dùng cái công cụ này đây để tạo retake, nghĩa là tạo đường viền. Chẳng hạn như là mình sẽ tạo ở đây một cái khung nhỏ. Đấy. Khung nhỏ này thì nó có chức năng là gì? Đó, nó sẽ tạo ra một cái khung nhỏ, cái viền nhỏ. Thì cái này các bạn nên để trên tên nhân vật. Nếu khung nhỏ này nó đã có màu đen thì các bạn có thể chọn màu khác. Ví dụ như là đây, lại chỉ vào bảng màu này. Các bạn có thể chọn màu xanh hoặc màu này. Đấy, nhưng mình sẽ chọn màu này đi. Và đây các bạn có thể đánh một số cái tiêu đề, ví dụ như là X1 Prison, nghĩa là tên của cơ sở, hoặc là một cái là Spatial Web. Đấy, thì ở đây là mình là khách mời diễn đêm nay thì mình sẽ đánh là Spatial Web DJ. Đấy. Các chữ này thì các bạn có thể biến đổi màu, nhưng cái này thì những bạn nào làm shop thì biết rồi, có thể vào FX này hoặc là vào thẳng phần công cụ T, các bạn có thể là chọn cái màu các bạn muốn. Đây, như này cho nó hợp lý nhá, tại vì mình đang làm màu xanh, chữ này nó vẫn còn hơi to thì tách nó ra vào trong phần này. Đấy, character thì các bạn có thể tách nó ra như thế này là 400 đi. Đó, thì là như thế này, các bạn đã có một cái ví dụ như là cái khung rồi, khung của nội dung chương trình. To nhỏ thì các bạn có thể là chỉ vào cả layer retake này, cả layer chữ này, các bạn có thể kéo nó vào như thế này. Ok, nó sẽ lên như thế này. Dưới này là phần tên chính. Ví dụ đây là DJ Billion. Font chữ thì tùy mắt mỗi người và tùy mỗi cái nguồn các bạn sưu sưu tầm nhá.
Cái này thì mình chắc là mình không phải nói đến nữa rồi. Đấy, thì cái nền nó đã màu xanh, màu tối tối này, mình sẽ chọn màu trắng à. DJ Julian. Hồi nãy mình có để cái này thì mình sẽ phải chuyển về không nhá. Nhớ chuyển về không. Đấy. Thì bây giờ chữ này các bạn có thể blend theo ý của mình, ví dụ như là chọn những cái hiệu ứng như là pattern overlay hoặc garden overlay. Garden nó sẽ thành như thế này chẳng hạn. Màu thì vùng tối nó là màu đen, nhưng mà vùng sáng mình có thể mình chọn màu xanh hoặc là màu tím ở đây. Đấy, như thế nó bị tối, nhưng mà các bạn chọn cái màu nào, làm sao mà chọn được cái màu mà nó kiểu hòa với cái bức ảnh một tí. Mình chọn như thế này đi. Vùng tối mình lại quay về màu trắng. Đấy, nó sẽ thành như thế này. Và các bạn tạo khối cho nó. Bevel and Emboss là tạo khối. Hay có thể là khối này. Đấy. Mình chọn như thế này. Rồi, ok. Thì bây giờ là sẽ có cái ở bên dưới. Sẽ có hai cách. Một là các bạn có thể để thứ ngày tháng luôn ở bên dưới. Đấy. Thứ bảy ngày mùng 8 tháng 3 chẳng hạn. Cái này là nó đây là các bạn tạo kiểu đơn giản để cho nó hiện luôn ở đây. Còn sẽ có cách khác để cho các bạn thực hiện. Đấy thì ở dưới đây thì ví dụ là ở nó vẫn còn rộng như này, các bạn có thể tạo thêm những cái là ví dụ là DJ Live Up. Đấy, DJ Live Up này nghĩa là giới thiệu các DJ của cơ sở khi các bạn đến, gọi là DJ Live Up thì có thể là có đi DJ Hà My. Alo. DJ Hà My này, DJ Kiên Rùa, DJ Huy Hoàng chẳng hạn. Đó, thì là đây là cái chỗ mà khoảng bạn có thể tạo live drop. Nếu mà ở dưới khu vực live drop này bạn muốn đóng khung thì bạn chỉ việc cần nháy trỏ phải vào retext, các bạn nhân lên một lớp, các bạn kéo xuống như thế này thôi. Đấy, để là nó sẽ thành như thế. Còn ở cuối cùng thì hotline thì anh thì là mình nghĩ là mọi người đều biết rồi. Hotline thì mọi người cũng chọn một cái font chữ làm sao cho người ta cảm thấy dễ nhìn nhất. Đấy, ví dụ là Vinh Sương, Đồng Tiến, Phổ Yên. Thái Nguyên. Hotline 0901 189 199. Facebook.com X1 Club Thái Nguyên. Đấy, ví dụ là như thế này là các bạn đã hoàn thiện kiểu tương đối rồi. Còn về nhiều cái về sâu nữa thì mình nghĩ là cái này là do óc sáng tạo của mỗi người thôi, mình cũng không thể nào bật mí hết được, nhưng mà đây là gọi là có một cái poster rồi. Đấy, thì ví dụ là khi các bạn đã làm xong rồi, các bạn gộp file là Ctrl Shift E thì các bạn gộp vào. Ví dụ các bạn muốn chỉnh màu sáng tối tổng thể thì các bạn vẫn có thể chỉnh được ở đây. Đấy, hoặc các bạn muốn đổi màu đi các bạn ấn Ctrl U và các bạn chỉnh khung đầu tiên. Nó sẽ biến đổi theo ý của mình. Ok, một cái poster cơ bản ấy thì nó chỉ có như thế thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn theo kích cỡ, mình khuyên các bạn là khi có rất nhiều bạn là down PSD hoặc là player gọi là free ở trên mạng về, các bạn rất hay làm và đến lúc các bạn in, ví dụ cơ sở người ta cần in ấn ý, thì các bạn lại không để ý tới, thì mình khuyên các bạn là ví dụ như là người ta là một cái bạt là 1,5 m đấy, 150 cm và nhân 80 chẳng hạn. Đấy thì mình nghĩ là các bạn khi bắt đầu làm các bạn nên 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 vẽ nên tạo một cái frame mới luôn đúng cái khung của nó, và các bạn làm việc trên cái frame này thì khi làm xong các bạn chỉ việc lưu và gửi file cho người ta là người ta in luôn thôi. Đấy, cơ bản về một cái poster nó là như thế. Chúc các bạn thành công nhé, nhớ đăng ký với cả share cái kênh của mình để mình ra nhiều clip hơn nữa cho anh em nhé. Đây gọi là mình chia sẻ thôi chứ mình không dám nói là dạy nhé. Cảm ơn anh em.